Lần trước đã làm cho mọi người xem how tour văn phòng bạc tỷ mới của S Channel thì wack như thế nào. Chờ mãi mới đến ngày hôm nay show cho mọi người xem văn phòng làm việc của Duy Thẩm ở S Channel thì wack như thế nào. Cùng đi xem nhá. Chiều ơi, đến giờ làm rồi, vào làm với mọi chiều. Bảo bao nhiêu lần rồi, bao nhiêu chỗ ngủ thì không ngủ. Thôi kệ mày nhá. Tiện đây cho mọi người xem cái thực trạng đi làm đáng báo động ở S Channel bây giờ đang là đầu giờ chiều rồi. Không một bóng người. Alo. Alo. Alo 1 2 3 4. Chúng mày đi làm kiểu gì này? Em nói thật anh nhá, cái phòng này đi làm với đam mê thôi. Vãi. Cả thằng áo nằm ngủ trong kia đó. Đầu giờ chiều, bảnh mắt ra rồi còn... Anh Huy. Mẹ ơi, ngủ đi. Thôi, té. Và đây, văn phòng làm việc của mình ở S Channel. Cái phòng này nó có một vài điểm khác biệt so với những cái phòng ở phía bên dưới ấy. Bình thường thì các phòng khác ở S Channel là mở cửa bằng vân tay. Nhưng văn phòng của mình thì không. Mở cửa bằng giọng nói. Văn phòng của tôi, thế nên là nó phải smart, nó phải intelligent. Nhìn nhá. Chiều ơi, mở cửa tao cái. Rất nhanh và cực kỳ nhạy. Xin mời. Xin trân trọng giới thiệu với anh em, đây là văn phòng làm việc của mình ở S Channel. Nhưng mà anh ơi, đây cũng là văn phòng làm việc của em mà. Ôi giời ơi, mình ơi. Bố ơi, uống cà phê không anh? Xin mời, vào đây. Làm của Duy Thẩm. Làm việc nào? Văn phòng rộng nhất nhưng mà lại ít người nhất ở S Channel vì đây là phòng chỉ dành cho các sếp. Tấm mạnh lên. Ok anh ơi. Vì là phòng dành riêng cho các anh em reviewer, thế nên đồ công nghệ trong cái phòng này thì nó trị giá lên đến 100 triệu. Mày biết à? 100 triệu đồng. Nghe hợp lý hơn rồi đấy. Ví dụ như máy lọc không khí 22 triệu cho anh em cả ngày ngửi mùi dầu xa. Điện thoại thì quá nhiều luôn. Anh ơi, kéo rồi mang xuống cho bớt anh ạ, nhiều quá. Hợp lý. Hải Triều đâu? Em đây. Mang bớt cho bọn tầng dưới. Vâng lệnh luôn. Này cho cái này. Mang. Anh Duy ơi, điện thoại miễn phí. Chú rể có lệnh, một chiếc điện thoại miễn phí cho tất cả mọi người. Miễn phí. Không lúc nào hỏi tao là ngồi ghế bao tiền à? Ghế bao tiền anh ạ? Gần 10 triệu thôi. Những cái lúc mà stress đấy. Thời đã xanh dương bao nhiêu tuổi đời. Đồ công nghệ xịn thì không thiếu nhưng đồ công nghệ sàng cũng không ít. Xịn là thế nhưng cái phòng này có một cái quá khó chịu, cực kỳ bẩn. Ai sẽ là người dọn phòng? Em không dọn. Em cũng không dọn. Thế ai dọn? Chị Phương. Mày bị điên à? À nhập anh. Robot dọn. Unbox robot mới đầu tư cho văn phòng Eureka rơi 800. Xịn quá. Đầu tư cho các em. Ê, con này chắc đắt lắm nhở. Ủa, có cả giá đa anh ạ. Tầm 10 triệu thôi. Unbox. Đây là một con robot hút bụi cực kỳ mới đến từ Eureka với rất nhiều công nghệ hay ho hấp dẫn. Đương nhiên đồ xịn thì mình mới mua cho văn phòng mình dùng, đúng không? Còn đồ dở mới để dưới kia cho Huy dùng. Nó sẽ có tính năng vừa hút bụi vừa lau sàn, tự động phân giải nước bình thường thành nước sát trùng khử khuẩn. Đấy, cực kỳ phù hợp cho những cái thời buổi dịch bệnh như thế này. Ngoài ra còn có radar để mà tránh va chạm, xong rồi quét bản đồ trong phòng các thứ. Được tặng sẵn thêm một cái rẻ lau này, một cái miếng lau trong robot này. Có cả app để mà dùng, hỗ trợ cả điện thoại Android và iPhone. Cực kỳ xịn. Hướng dẫn sử dụng này. Bộ lọc này. Chổi để quét nhà này. Yeah boy, đây là cái cục radar của nó này. Ăn tiền là ở chỗ này. Thử lắp ráp và xem nó như thế nào nha.
Đầu tiên là về mặt hoàn thiện thì phải nói là con robot này hoàn thiện rất chắc chắn và khá là cao cấp. Có một điểm mình rất là thích là đây, cái mặt trên của nó thì nó làm theo dạng là nhám ấy. Mọi người đều biết là robot hút bụi thì đương nhiên nó tiếp xúc với bụi bẩn các thứ rất là nhiều. Thế nên là riêng cái việc có cái mặt nhám như này này là sẽ không sợ bị bụi bẩn bám bẩn lên trên này, nhìn nó kiểu nó kém sang con robot ấy. Đấy. Và cái thứ hai cũng là một điểm mình rất thích, đấy là cái hộc chứa bụi nó có cảm biến. Nhìn nhá, tháo ra này. Please install the dustbin. Hãy cho cái hộp vào trong em đi. Đó, thế là sẽ không sợ cái trường hợp là khi chúng ta đổ bụi quên không lắp lại mà chạy con robot ấy, nó có thể dẫn đến những cái trường hợp bụi nó vào bên trong hỏng hóc ở phía bên trong. Thì cái này nó đã có cái cảm biến ngay ở cái hộp chứa bụi rồi, cực kỳ an toàn. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử cho nó chạy xem như thế nào. Mọi người biết con robot này nó xịn cỡ nào không? Mình vừa mới cắm điện, còn chưa cả cho nó quét nhà, lau cửa cái gì cả. Ấy vậy mà nó đã có thể quét được nguyên cái sơ đồ văn phòng của mình như thế nào. Đây, chỗ này là vị trí đặt con robot nhá. Nó ở đây này. Cái phần cản ở đây nhá, nó là cái chỗ này. Đấy, mà đây mọi người nhìn này. Thời gian dọn dẹp là không này, khu vực dọn dẹp là không này. Ngon lành luôn. Bây giờ mình sẽ thử cho nó dọn dẹp xem sao. Bắt đầu dọn dẹp, dùng luôn chính cái app ở trên điện thoại. Đi đi em. Đâu thử xem nó tự động tránh chân mình không. À, rất êm ái và cực kỳ nhẹ nhàng. Thử cho cái tay ra đây xem nào. Cho điện thoại thì sao? Ê khôn nha mày. Đó, nó sẽ có một cái cảm biến xung quanh để nó nhận diện được khi nào nó chuẩn bị va vào một vật cản thì nó sẽ quay đầu. Uấy, cái này là cái thực sự cực kỳ hay này. Bởi vì sao? Bởi vì ở nhà mình cũng đang dùng một con robot hút bụi kiểu loại giá rẻ thôi, nó không có cảm biến gì cả. Thế nên là mỗi khi nó va vào vật gì là cứ thùng thụp, bùm bụp xong thì nó mới tự quay đầu được. Con này thì không, nó cảm biến là nó sẽ auto tránh luôn này. Wow, khi mà nó vào vật cản ấy, bởi vì cái bánh xe nó được thiết kế rất đặc biệt, thế nên là nó sẽ quay đầu và nó vượt qua vật cản cực kỳ dễ dàng. Rồi, ra đây em ạ. Lực hút của con robot này nó khoảng tầm 4.000 PA, thế nên là hút bụi các thứ cũng sẽ rất là nhanh và rất là mạnh. Rồi, và riêng nói về chuyện lau nhà thì con robot này nó còn một cái điểm mà hình như mình nhớ là chưa có bất cứ con robot hút bụi nào nó làm được. Đấy là tính năng tự điện phân nước. Đó, mọi người nhìn thấy không? Nhìn thấy có hai cái cục motor to đùng ở trong cái khay chứa nước không? Chưa bao giờ mình thấy con robot hút bụi nào nó có hai cái bộ phận này. Đó, và chúng ta chỉ việc đưa cái nước bình thường, nước sinh hoạt hàng ngày ấy, đổ nó vào đây. Và con robot nó sẽ tự điện phân nước và biến cái nước bình thường dùng những cái motor này này trở thành một cái nước sát khuẩn lên đến 99%. Có nghĩa là chúng ta chỉ cần cho nước vào, bật máy lên, ngồi không là nó vừa chạy quanh nhà, nó lau nhà, nó hút bụi, nó khử khuẩn tất cả mọi thứ, mà còn cực kỳ kiểu êm ái, bởi vì nó không có cái va đập các thứ, bởi vì nó đã có rất nhiều cảm biến xung quanh rồi. Đáng đúng không? Đáng quá chứ lại. Ví dụ như khi mà anh em mình lau nhà bình thường ấy thì chúng ta sẽ kiểu di qua di lại như thế này và kéo qua kéo lại như thế này. Đấy, nó rất là mệt mỏi đúng không? Và rõ ràng nó không phù hợp với mình. Những cái như này thì chỉ cho đằng chiều làm thôi. Đấy. Và con robot này khi mà nó lau ấy thì nó sẽ tự động rung. Nó rung qua hai bên như thế này. Đó, nó sẽ rung liên tục khoảng tầm hơn 500 lần một phút thì phải. Nó mô phỏng việc mà chúng ta lau nhà như bình thường ấy. Và cộng với thêm với cái nước khử khuẩn này thì nó sẽ có thể hiệu quả sạch là cực kỳ cao. Và cuối cùng, pin siêu trâu 5200mAh thì lau dọn nhà nó phải 3 tiếng mới hết. Đi đi ê, chiều ấy. Cái video này quảng cáo robot à? Không anh, sao quảng cáo, đồ mua thôi anh em bảo quảng cáo. Và bởi vì nó có cảm biến này và những cái tính năng nhận diện thông minh, thế nên là nó sẽ có thể giúp chúng ta tự động phân vùng và dọn được những vùng mà chúng ta cần. Ví dụ như khi mà kiểu có chỗ này nó nhiều lông, chỗ kia nhiều bụi, chúng ta chỉ cần dọn chỗ này thôi, mình vừa làm đổ cái gì ra ấy mà không muốn nó mất thời gian nó quét cả nhà thì đây. Ví dụ như là mình sẽ khoanh vùng nó, mình chỉ cần nó dọn ở trong vùng này thôi. Bắt đầu dọn dẹp. Là con robot nó sẽ tự động tiến ra cái chỗ mình đã khoanh vùng sẵn và nó sẽ dọn dẹp chỉ ở đấy mà thôi. Quá khôn. Và đó là phòng làm việc của mình. Còn bây giờ mình sẽ show cho anh em xem căn phòng nam tính nhất ở S Channel. Chúng ta là ai? Chúng ta làm gì?
tám cái, 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 tám cái gì thế? Tám cái. Ừ, không anh ơi, em có yêu rồi. Anh cũng có rồi em. Vậy thì còn anh em thì sao? Văn phòng làm việc của anh em có gì thú vị? Comment ở phía bên dưới nhá. Tập thể dục cưới vợ. Tập thể dục cưới vợ.